có nam tào, hỏi fan đã có người nào yêu chưa? Chưa thì để lại comment xuống dưới đi, tui ghép đôi làm bà mối cho nè. Cùng đu trend dành cho các cặp đôi để nhanh nhanh tìm được nửa kia của mình nào. Like cho chị Kính rồi cùng tìm hiểu nhé. Câu 1, bạn nhảy của Xin là ai? Với anh Nam, còn giờ mới kết thân với anh Vinh nè. Bạn xếp cặp nào thì comment xuống dưới nhé. Còn anh sẽ nói nhớ em thật nhiều, sẽ nói yêu em thật lâu. Chẳng còn những lúc mình nắm tay bước đi, chỉ còn những nỗi buồn vương trên mi. Giá như anh có yêu em nhiều hơn nữa, giá như anh
đang mặc đồ gì đấy? Nghe nhạc Tết kia mà anh em cũng nghĩ là ăn hỏi được. Giờ mà hai ông bà lấy nhau chắc tôi thất tình online 7 ngày 7 đêm quá. Đến đây là hết rồi. Anh em nào có đơn thì đi tìm chủ đơn đi nha. Còn giờ thì like video và đăng ký kênh cho chị Kính nhé. Bye bye.